Nếu được chọn lại, chắc chắn mình sẽ không lấy chồng ở tuổi 28 đâu mấy bạn. Mà ngay 18 tuổi là mình lấy luôn. Mình nói các bạn có tin không? Chứ mình còn không tin được là sống với nhà chồng còn sướng hơn sống ở nhà mẹ đẻ nữa kìa. Mình vốn là một đứa ăn uống khó khăn, ở nhà mẹ đẻ mình bị mắng nhiều lắm. Nhưng bất ngờ là cũng sự việc như thế mà bố mẹ chồng lại chẳng mắng câu nào. Như mình có sở thích quái dị là tuy không biết ăn hành, nhưng lúc nấu canh mình hay bỏ hành vào cho đẹp mắt. Rồi lúc ăn mình sẽ ngồi từ từ tỉ mẩn vớt từng miếng hành ra khỏi bát. Mỗi lần như thế bố mẹ mình hay nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh và bảo loại mày sau này về nhà chồng ăn cơm mà ngồi vớt hạnh chắc gai mắt nhà người ta lắm, khiến mình rén không có dám lấy chồng. Đến 28 tuổi mới dám lấy. Lúc về nhà chồng mình cũng ngồi vớt hạnh như thế, vừa vớt vừa lén nhìn bố mẹ chồng, nhưng chẳng ai mắng câu nào cả. Chồng mình cũng ngồi vớt hạnh giúp mình. Mẹ chồng thấy thế liền nói con không ăn được hành thì lần sau mẹ nêm canh không bỏ hành là được. Mình liền giải thích ngay, dạ tới lúc ăn con vớt ra là được mẹ ạ. Con tuy không ăn hành, uống canh hay nêm cho đẹp mẹ ạ. Cứ tưởng cái sở thích lạ đời sẽ bị mẹ chồng mắng, nhưng không, mẹ chồng nghe xong thì cười sặc cơm luôn. Mẹ chồng mình nói không sao, mẹ còn có sở thích biến thái hơn con nữa là nêm tiêu vào canh cho canh thơm, không bị tanh, nhưng mà mẹ sẽ vớt ra vì mẹ không có tính sự lợn cợn của hạt tiêu. Hết nhà. Từ sau cuộc trò chuyện đó, những lần nấu cơm sau mình đều để ý thấy bố chồng cắt hành thành những khúc rất to. Tò mò mình hỏi sao mà bố cắt to vậy, thì bố trả lời cắt to vậy cho con dễ vớt ra. Đâm tiêu bố cũng đâm rất là to, không có đâm nhuyễn nha, để mẹ con dễ vớt ra. Mình nghe xong và cảm động ghê gớm luôn á. Ôi bố thật là tâm lý quá ạ. Bố nhìn mình cười hì hì rồi bảo bố không tâm lý với con đâu, là bố tâm lý với con trai bố con ạ. Bố hiểu cảnh vớt tiêu cho mẹ con vất vả thế nào nên bố làm thế để con trai bố đỡ phải vớt hành mỏi tay. Mình nghe thế thì vừa hụt hẫng vừa buồn cười. Còn nữa, mình rất thích ăn gan gà, vịt, heo. Ở nhà thì bố mẹ ruột hay mắng, mấy thứ nội tạng đó toàn là độc tố mà ăn ăn cái gì. Nhưng về nhà chồng thì mẹ chồng không mắng. Mẹ chồng còn nói, ôi món mình thích cứ ăn cho sướng miệng đi con ạ. Trong bữa cơm mẹ chồng lúc nào cũng gấp gan cho mình. Thậm chí khi đi chợ mua gà, mẹ chồng còn mua thêm mấy phần lòng gà để lấy phần gan cho mình ăn nữa. Mình vui lắm, vừa ăn ngon lành, vừa rối rít cảm ơn mẹ chồng. Mẹ chồng chỉ cười xòa, thôi không cần cảm ơn mẹ, con yêu thương con trai mẹ thật nhiều là được rồi. Mình nghe vừa cảm động vừa buồn cười. Hôm rồi nhà mẹ đẻ mình vừa tặng một con mẹt để vợ chồng mình tiện di chuyển. Mình để chồng đứng tên luôn vì mình đang đứng tên một chiếc BMW rồi. Chồng mình vui lắm, về kể ngay cho bố mẹ chồng nghe. Tối hôm đó lúc đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, mình vô tình nghe được họ nói với nhau. Ê ông, tôi chỉ cần bỏ vốn ra mua mấy bộ lòng gà về xào mà giờ con trai mình lãi được luôn một chiếc mẹt, làm ăn với con giàu lời ghê. Bố chồng mình phì cười, trời, bà còn phải tốn tiền mua lòng gà, còn tôi không tốn đồng nào, chỉ cần tinh tế một xíu, cắt hành thành từng khúc dài một xíu là con dâu khoái liền. Rồi bố mẹ chồng nhìn cười hô hố, tiếng cười vang vọng xé tan con tim của mình luôn. Đúng là nhà chồng sẽ nhìn vào gia sản của bố mẹ bạn để đối xử với bạn là có thật mà.